Cao và thấp. Một buổi sáng mùa xuân, dê và lạc đà cùng rủ nhau vào công viên chơi. Mình đi công viên chơi nhé. Dê vốn thấp bé, còn lạc đà thì cao lêu nghêu. Dê nói, thấp là tốt nhất. Cậu nghĩ sao mà nói như thế chứ? Cao mới là tuyệt vời. Rồi hai bạn cãi nhau ầm ĩ. Cả hai đã đến công viên, nhưng tường công viên cao bốn bề, bên trong cây cối xum xuê, cành lá vương cả ra phía ngoài tường. Khi đó, lạc đà chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có những chiếc lá non, ăn ngon miệng, còn dê thì chịu. Đành nhìn lạc đà ăn mà thèm. Lạc đà đắc chí nhìn dê cười khì. Cậu thấy chưa? Rõ ràng cao là tốt hơn thấp rồi chứ. Cả hai định vào trong công viên. Nhưng cái cửa ra vào vừa hẹp lại vừa thấp. Dê thì thấp bé nên chui vào một cách rất dễ dàng để gặm cỏ non xanh. Còn lạc đà thì quỳ chân cúi đầu cố chui vào nhưng vẫn không tài nào vào được. Lúc đó dê liền lên mặt nói với lạc đà. Đúng là thấp tốt hơn cao, như lời tôi nói đó. Phải không nào? Vậy mà anh bạn không chịu tin. Lạc đà vẫn lắc đầu. Không đúng, không đúng. Công nhận là dê đúng, còn mình thì sai. Cả hai bèn tiến đến, nhờ bác trâu phân xử. Bác trâu hiền từ nói. Cả hai cháu đều có điểm yếu và điểm mạnh. Điều đó sẽ mang lại thuận lợi cho các cháu. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy điểm mạnh, không nhìn thấy điểm yếu của mình, thì chẳng ai đúng đâu các cháu ạ. Lạc đà và dê nghe xong, cùng hiểu ra ý nghĩa lời nói của bác trâu. Thấy mình không đúng, cả hai cùng bảo nhau. Bác trâu nói chí phải. Chúng mình cần xem lại bạn dê nhé. Mọi người đều có những đặc điểm về hình dáng khác nhau. Có người cao, người thấp, người tròn, người gầy. Nhưng chính điều đó tạo cho họ những cái mạnh riêng. Nhờ chiếc cổ cao mà lạc đà có thể với lá trên ngọn cao để ăn. Nhưng nhờ thân hình nhỏ và thấp mà dê lại dễ dàng vượt qua những lối đi nhỏ. Coi thường người khác là việc xấu, đừng bao giờ như thế bé nha. Xem xong mỗi câu chuyện, có rất nhiều bạn nhỏ hồi hộp chờ đến phần đố vui để các bạn thể hiện tài năng của mình. Đã đến lúc ấy rồi đấy các bạn à. Chúng ta hãy cùng trả lời các câu đố vui nha bạn. Câu 1. Dê đã tự tin khẳng định điều gì với lạc đà? A. Dê khẳng định cao và thấp chẳng quan trọng gì. B. Dê khẳng định
ngang nhau. C. Lạc đà nói cao là tốt nhất. Chúng tớ về đây.